Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn quy trình bảo dưỡng phần điện của máng ngăn cháy tại tòa nhà Vina Homestead. Để bảo dưỡng phần điện của máng ngăn cháy tại tòa nhà, chúng ta cần những dụng cụ sau: chổi sơn, tô vít và một vẻ. Đầu tiên, tại tủ cấp nguồn cho bộ điều khiển máng ngăn cháy, chúng ta cần tắt nguồn máng ngăn cháy để thực hiện bảo dưỡng. Ta dùng tô vít để siết chặt các mối nối. Sau đó, ta dùng chổi vệ sinh sau đó ta dùng rẻ để lau để hoàn tất quá trình bảo dưỡng phần điện của máng ngăn cháy. Ta tiến hành cấp nguồn trở lại. Như vậy, vừa rồi tôi đã chia sẻ đến quý vị và các bạn quy trình bảo dưỡng phần điện của máng ngăn cháy tại tòa nhà Vina Homestead. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.